nương tựa lẫn nhau mà sống rất là khăng khít tới bây giờ. Tôi con muốn là tới chụp cho ông bà một cái bộ ảnh, coi thì con biết bà Tư có đồng ý không ta? Thì tụi con làm gì tụi con làm, với vợ ông bà Tư nó không đồng ý sao được. Bởi vì cái ý của tụi con đã quyết rồi thì ông bà Tư không theo. Dạ rồi, ok. Dạ rồi, rồi, ok rồi em. Ta vừa mới quen, hy vọng tan theo ánh dương chiều. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu, cho tàn nhen lên ánh bình. Một ngày hay trăm năm, dù gần kề hay xa xăm, nguyện yêu người đến muôn đời. Dù đời xô mình có xa sao, có thế nào, dù địa đang hay nhân gian.